Đám cháy xuất phát tại một cửa hàng phụ tùng ô tô có diện tích khoảng 35m² trên phố Nguyễn Hoàng, Hà Nội, sau đó lan sang 6 ngôi nhà xung quanh. Sáng ngày 27 tháng 4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến 7 ngôi nhà bị thiêu rụi. Hầu hết những ngôi nhà bị cháy đều là nhà tạm của người dân. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, vị lãnh đạo nói. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 2 giờ 50 phút sáng ngày 27 tháng 4, tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô có diện tích khoảng 35m² ở địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngọn lửa sau đó lan sang 6 ngôi nhà xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều cư dân hoảng sợ, la hét, tháo chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy phối hợp lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nó gần đã chín chín đấy ạ. Nó lan sang ghê, kinh quá nhỉ. Bây giờ phải điều quá nhiều xe đấy. Xe qua bộ đội nhỉ. Vụ lớn này tắc cháy nhất Hà Nội ấy. Thì to nhất Hà Nội ấy. Hả? Ờ, ra đi. Ủa, cắt máy rồi nhá. Máy đây còn quay trước. Đúng rồi. Phải, nó chưa hết rồi. À. Để nó mang vào thôi. Rồi, từ một nhà cháy lan sang hết đấy. À. Cái điện này là chập điện không nhỉ? Không biết rồi. Rồi, lan rồi, lan rồi. Anh em chia sẻ đi anh em. Cháy 6 cái nhà mày ơi. Bây giờ nó phải tắt, nó phải sập cái chỗ bị làm trước. Vãi lồn, nó đứng ở giữa Nguyễn Hoàng luôn bạn. Cháy con mẹ 6 nhà rồi. Ở giữa Nguyễn Hoàng luôn anh, gần cái chỗ dưới A99 một tí. Chuẩn luôn đi mẹ mày, cháy lan 6 cái nhà bao giờ không? Lóng đứng đây lóng mấy lồn thì à, không biết. Từ nãy không thấy gì hết. Người cũng ra hết rồi nhỉ? À, cảm giác kiểu phun nước thì không được hết rồi thôi. Không phun được. Càng phun càng, càng, càng cháy. Không biết trong nhà có người không? Bây giờ ta không biết được. Bây giờ mà chạy không cần ai đầu hết. Bây giờ cháy hết chứ làm gì còn nữa. Càng phun nó càng cháy thôi. Thank you.
Thì Tuấn đang đi làm ở quán A99 đấy. Chuyển lên xe nó đến bên kia đỡ rồi kìa. Đấy, bên kia đỡ rồi. Còn mua cái nhà dưới này to nhất luôn. Tôi làm tôi mới nhìn nhận thì chẳng có còi đấy. Rất là một trong những cái nhất. Cái nước này thì trên kia có người kìa. Mong là không có người thôi. Ở ngay Nguyễn Hoàng đi anh Long ơi. Trong nhà vẫn trong nhà vẫn đang gì kìa. Cháy chỉ trong vòng chỉ 1 phút là đã người trong đã chết rồi. Anh đang đứng ở đây em quay này. Ôi trong kia nó lại cháy tiếp rồi. Ôi trong kia lổ kìa. Ở giữa Nguyễn Hoàng luôn anh Long ạ. Rồi nó lại lan rồi. Này nó quay trực phát trực tiếp ở Facebook nó vào chỗ béo là bây giờ vừa đem tạo ra mà đéo đi tìm thấy được. Nó chặn rồi anh. Nó chặn anh. Em không biết là quả đi tên gì nó cháy 6 nhà liên tục mà anh. Nó lổ thêm mà. Đây là người ta ở trên nhà người ta sọi sọi xuống mà. Đây là trên nhà cao mà. Người ta đang muốn ra bỏ mẹ đi cứ bảo xem mẹ.
Đùa chị lại nói anh em thế. Ra đây xem anh Long. Bên này càng ngày càng cháy to rồi. Trong nhà này gì điện kìa. Nói chung là mong sao để chết người và để qua. Nhưng mà có ăn thì phải bỏ học viện. Nếu bắn thật tệ là không có hàng đối diện thì không có hàng. Xóa làm gì anh? Anh Long chia sẻ đi anh Long. Nhà giữa cháy lốt rồi. Này cái chỗ đoạn ở ngay đầu, cái chỗ đoạn gần mấy cái nhà nghỉ anh. Đối đầu đối diện Dương Khuê ấy. Ờ đúng rồi, đầu đối diện Dương Khuê ấy. Cháy được tầm 15 phút rồi cậu. 15 phút cái đầu tiếng mẹ. Quá em 1 tiếng rồi á. Phải. Còn mấy giây 15 phút cậu ạ. Càng ngày nó càng cháy to cậu. Eo nó lại lan ra rồi. Không, chỗ đối diện Dương Khuê sang ấy. Đối diện Dương Khuê sang nước ngoài ấy. Cháy rồi, làm sao đỡ được? Không đỡ được đâu. Nhất thủy như hỏa mẹ này. Mong sao thoát người là tốt lắm rồi. Linh kiện nhẹ. Linh kiện Rượu nó cháy bên này, cả ác. Mẹ nó cháy đầu. Chuẩn rồi, đối diện Olala ấy. Bây giờ chỉ muốn bắn, giả dụ súng bắn một phát cái cửa kính kia vỡ tan khi nước vào. Lốp nữa, lốp nữa đấy. Anh em chia sẻ đi anh em ơi. Tầm này tiền của thứ chịu rồi, cháy hết. Mất nghiệp hết đấy. Đã thấy dịch, năm nay còn dịch nữa rồi. Mày tưởng dựng lên đến như này cả đời người đấy. Đúng rồi. Phải thịt mẹ nó là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi. Cả đời người đấy. Phải là chắc là có ngủ ấy.
sau người chết thôi, nhà nó cháy thì thôi. Cái loại này chỉ bốc khói cũng quá 3 phút ở trên. Em không biết, em đang hóng đây anh. Cháy như cái này cháy mà cháy là trên tầng là trên tầng là tầng là nó sẽ tắt cái vấn đề này nhưng mà đéo 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 cũng không có vấn đề gì quan trọng đó là mình bắt buộc là dập dần bây giờ phải chắn đầu lui lại chắn đầu quay lại đúng rồi cái nó lan sang cả nhà kia rồi phá hết. Sáng mới dập được, điện từ mai dưới rồi, thì sáng. Không, chỗ này mà đang làm gì? Chỗ này bây giờ phải chui được nào? Phải chui được vào diện tận gốc thì mới được. Cao kìa, khổ cái nhà đấy. Chết đoan luôn. Đó, cháy là đau luôn cả. Mỹ Đình Hà Nội. Khổ nhất là cái nhà này, sau cái nhà đau cái nhà. Nó sẽ chụp đến Bình Ga với cả một điện đấy. Mà cái nhà đằng sau ấy mà nó nóng như thế là có Bình Ga mọi thứ nó nổ hết. Thì nó nổ cái Bình Ga nó nổ đi đấy. Cái cửa kia nhỉ. Bây giờ về nhà sau cửa sổ thì máy rồi đấy hả? Nó dập được bên kia rồi kìa. Nó dập được bên kia rồi. Từ ngoài qua hai cái đấy, tầng hai kia. Đúng thì tầng hai kia. Dập được rồi á. Trong góc tầng hai kia lại cháy kìa. Có té âm, té âm gì ấy. Làm sao vào được anh, người ta làm gì cho đâu anh. Bây giờ chỉ có một cơn mưa rào. Cứu làm sao được anh. Không, mình giải quyết được phần nào thôi. Không, đang bảo là đang trả lời comment. Mưa ấy. Mưa thì may ra mưa to quá mới hết rồi. Không biết là có người ở trong không, nhưng mà bây giờ mọi người đang dập. Không biết là có người ở trong hay không, rồi mình biết rồi. Vì khuya rồi, mọi người.